Thử thách mạo hiểm của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã tiếp tục giữ nguyên tiêu chí trẻ hóa lực lượng trong đợt tập trung FIFA Day. Bất chấp đối thủ phía trước của chúng ta là những đội tuyển quốc gia rất mạnh tại châu Á, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào loạt trận giao hữu FIFA Day trong tháng 10. Theo đó, thầy trò ông Chaussier sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ rất chất lượng. Lần lượt là Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và cuối cùng là đội tuyển Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Trẻ hóa là tôn chỉ. Đây đều là những đối thủ xếp trên đội tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA nên chất lượng là điều không thể bàn cãi. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ chuẩn bị bước vào những thử thách lớn này nhằm rà soát lại lực lượng cũng như ý đồ chiến thuật trước khi tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đáng chú ý, mục tiêu trẻ hóa lực lượng vẫn đang là tôn chỉ của đội tuyển Việt Nam bất chấp những thành tích không thực sự tốt thời gian qua của các đội tuyển trẻ. Dù U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, nhưng đó đơn giản là giải đấu mà các đối thủ cũng không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Đến kỳ ASEAN 2023, chúng ta đã lộ diện hình ảnh một tập thể chắp vá và không có nhiều dấu ấn. Kết quả là đội Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U20 đã bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam. Nói như vậy không phải chúng ta đang đánh giá thấp lứa cầu thủ kế cận hiện tại. Vẫn còn đó những điểm sáng không thể phủ nhận mà lứa trẻ mang lại cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự thiếu cá tính của lứa này khiến nhiều người hâm mộ nghi ngờ vào khả năng tiến bộ của các sao trẻ. Thế nhưng, huấn luyện viên Chaussier vẫn có cái lý của mình khi triệu tập một đội hình trẻ trung cho đội tuyển Việt Nam. Bản danh sách vừa được công bố khiến nhiều người bất ngờ, nhưng có thể hiểu nhà cầm quân người Pháp đang định vị một tư duy khác trong quá trình thực hiện tầm nhìn dài hạn cho đội tuyển. Đó là sự kết hợp giữa cũ và mới, giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm với thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Một bản danh sách có thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhưng lại đảm bảo tính cân bằng về sức mạnh cũng như định hướng phát triển dài lâu. Tìm luồng sinh khí mới. Chúng ta đã từng ở đỉnh cao trong giai đoạn được huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Thế nhưng, lứa cầu thủ ấy đã đến giới hạn trong sự nghiệp. Họ có thể vẫn thi đấu đỉnh cao được một thời gian nữa và vẫn còn nguyên giá trị cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng để có thể tạo ra sự đột phá lớn hơn thì đó là vấn đề khiến huấn luyện viên Chaussier phải đau đầu. Sự thành công của một đội tuyển quốc gia không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ nhiều yếu tố và quan trọng nhất có lẽ vẫn là tính kế thừa. Chúng ta sẽ cần tìm ra những cái tên mới sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, thay vì tiếp tục dựa dẫm vào các ngôi sao đã quá quen mặt thuộc tên. Huấn luyện viên Chaussier đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong danh sách đội tuyển quốc gia hội quân chuẩn bị cho dịp FIFA Day tháng 10. Trong số 33 cái tên được triệu tập lần này, huấn luyện viên Chaussier gọi lên khá nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 cũng như ASEAN 2023 như Văn Việt, Văn Cường, Minh Trọng, Duy Cương, Văn Khang, Đức Phú, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Tùng, Văn Vũ hay Thanh Nhàn. Việc sớm trao gửi niềm tin cho những cầu thủ kể trên chính là một thông điệp rõ ràng đến từ chiến lược gia người Pháp. Nên nhớ, các trận đấu dịp FIFA Day diễn ra trong tháng 10 có ý nghĩa rất lớn để đội tuyển Việt Nam hoàn tất bộ khung cũng như rèn giũa chiến thuật nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026. Có thể nói, thuyền trưởng đội tuyển quốc gia đang rất muốn tạo ra điểm nhấn mới nhằm tạo ra một luồng sinh khí mới cho đội bóng của chúng ta. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi dẫn dắt các đội U17, U20, Olympic Việt Nam cũng thừa nhận rằng cách xây dựng các đội trẻ cũng giống như đội tuyển quốc gia để các cầu thủ khi được gọi sẽ nhanh chóng hòa nhập với cách chơi được đồng bộ. Không khó để nhận ra, đó cũng chính là mục đích của huấn luyện viên Chaussier trong bản danh sách này. Công bố giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc công bố giá vé vào xem trận đấu giữa đội nhà và Việt Nam. Theo kế hoạch, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18:35 giờ Việt Nam ngày 10 tháng 10 trên sân trung tâm thể thao Đại Liên, Trung Quốc. Đây là sân đấu có sức chứa lên tới 61.000 chỗ ngồi, từng được chuẩn bị để phục vụ cho chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2021. Theo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, giá vé vào xem trận đấu giữa đội nhà và Việt Nam gồm 4 mức: 180 tệ, 280 tệ, 380 tệ. 480 tệ giao động từ 600.000 đồng đến 1.600.000 đồng tiền Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jankovic và đang đứng cao hơn tuyển Việt Nam tới 15 bậc, Trung Quốc hạng 80, Việt Nam hạng 95 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong quá khứ, hai đội có 8 lần gặp nhau, Trung Quốc thắng tới 7 và thua 1. Tuy nhiên, trong lần đó sức gần nhất, ở lượt về vòng loại cuối World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình, đoàn quân áo đỏ đã giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Trung Quốc. Trong loạt trận giao hữu FIFA Day tháng 10, tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam ngày 10 tháng 10 và Uzbekistan ngày 16 tháng 10. Huấn luyện viên Alexander Jankovic đã cho gọi 26 cầu thủ, trong đó có 9 tài năng trẻ như Phan Hao. Ezopeng và Zeljan Sainer vừa dừng bước tại tứ kết ASEAN 19 sau khi thua 0-2 trước Hàn Quốc.
Ngoài ra trong danh sách còn có tân binh 25 tuổi Sia Wijun thuộc biên chế câu lạc bộ Tianjin Demon Tiger. Cầu thủ thi đấu nước ngoài duy nhất là trung vệ 23 tuổi Gu Saokong đang chơi cho Gen Club Malaysia F, ca ở giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ. Danh sách tuyển Trung Quốc chuẩn bị giao hữu với tuyển Việt Nam. Thủ môn Liu Dianzhu Oh, Gian Du Linh, Wang Dali. Hậu vệ Giang Quan Tây, Giang Liên Bênh, Du Chenji, Giang Seng Long, Liu Giang, Li Lei, Hi Zhu Peng, Zheo Gian Sainer, Gu Saokong. Tiền vệ Gu Xi, Xie Pengfei, Wang Sangzuan, Gao Tiani, Li Ke, Zai Guizun, Wang Qiuming. Tiền đạo Gu Lei, Ai Kaisen, Wei Sihao, Chen Pu, Xie Guizun, Tan Long, Fang Hao. Bỏ tài sản ngực. Tuyển Việt Nam chờ làn gió mới. Tuyển Việt Nam đã chính thức bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu dịp FIFA đầy tháng 10 và để hướng tới vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Philippe Jossier đã tiếp tục giữ nguyên tiêu chí trẻ hóa trong đợt tập trung này. Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ rất chất lượng, lần lượt là Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Đây đều là những đối thủ xếp trên đội tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là loạt trận quan trọng để huấn luyện viên Philippe Jossier chuẩn bị những khâu cuối cùng để rà soát lại lực lượng cũng như ý đồ chiến thuật. Trước khi tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhiều nhân tố trẻ được trao cơ hội đã khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng cho thấy nhà cầm quân người Pháp đang định vị một tư duy khác trong quá trình thực hiện tầm nhìn dài hạn cho đội tuyển. Đó là sự kết hợp giữa cũ và mới, giữa những cựu binh dạng dày kinh nghiệm với thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Trong số 33 cái tên được triệu tập lần này, ông Jossier gọi lên khá nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024, cũng như ASEAN 2023 như Văn Việt, Văn Cường, Minh Trọng, Duy Cương, Văn Khang, Đức Phú, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Tùng, Văn Vũ hay Thanh Nhàn. Nhìn vào số lượng cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam trong lần hội quân này, có thể thấy ông Jossier sẽ tiếp tục quá trình làm mới đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, gần một nửa số cầu thủ ở độ tuổi U23 sẽ được dìu dắt và kèm cặp bởi những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Về các quyết định nhân sự, từ trước tới giờ ông Jossier chỉ giải thích rằng dựa vào phong độ, sự phù hợp lối chơi và nỗ lực cá nhân. Ở hàng phòng ngự, thủ thành Văn Việt được tưởng thưởng sau màn trình diễn tốt ở vòng loại U23 châu Á 2024. Văn Việt cùng Văn Lâm, Bình Định và Đình Triệu, Hải Phòng sẽ được trao cơ hội thể hiện ở 3 trận đấu rất hay của đội tuyển trong tháng 10. Còn tại vị trí hậu vệ, ông Jossier đã đan xen những cựu binh dày dặn trận mạc như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Tài, Thanh Bình. Việt Anh cùng nhiều nhân tố trẻ như Tuấn Tài, Minh Trọng, Duy Cương, Hồ Văn Cường. Trong đó, Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng đã thể hiện độ tinh quái khi tham gia tấn công và chắc chắn trong khâu phòng thủ và được rèn luyện. Thi đấu cùng các đàn anh kỳ cựu cũng là dịp giúp họ học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và tự tin hơn ở chặng đường phía trước. Hàng tiền vệ được chú ý khi rất nhiều nhân tố trẻ từ đội U20, U23 Việt Nam góp mặt. Những Đức Phú, Đinh Bắc cũng được tạo cơ hội lần này. Trong số này, Đức Phú là tài năng trẻ, đã sớm có một suất chính thức trong đội hình câu lạc bộ Phú Hiến, hiện là câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân tại giải hạng nhất quốc gia. Lối chơi của tiền vệ phòng ngự này chững chạc không kém các đàn anh thi đấu tại V-League. Điểm yếu của Đức Phú là ở ngoại hình, cao 1,7m, song tài năng trẻ sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ thuật cá nhân khá tốt, có thể thoát pressing hiệu quả và tổ chức thu hồi bóng, phản công nhanh sắc bén. Cùng với đó, tiền vệ trẻ Đinh Bắc cũng là gương mặt xứng đáng khi anh đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải hạng nhất 2023 trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam. Tiền vệ 19 tuổi góp công lớn giúp đội bóng xứ Quảng đăng quang mùa giải 2023 và trở lại đấu trường V-League khi ghi 8 bàn thắng, 7 kiến tạo sau 13 trận đấu. Đáng chú ý, trên hàng tiền đạo, chiến lược gia người Pháp đã bất ngờ loại Văn Quyết, Công Phượng và trao cơ hội cho 3 tiền đạo trẻ U23 Vĩ Hào, Thanh Nhàn và Văn Tùng. Các trận đấu dịp FIFA Day diễn ra trong tháng 10. Cầu thủ Việt Nam háo hức đối đầu Son Heung-min. Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo tuyển Việt Nam bày tỏ sự háo hức trước cơ hội được chạm trán với Son Heung-min trên sân đấu. Ngày 3 tháng 10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Hà Nội nhưng chưa thể có được đầy đủ lực lượng do nhóm cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Hải Phòng vướng lịch thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup, trong khi các cầu thủ thuộc câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đang chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia 2023. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Jossier vẫn triển khai giáo án huấn luyện phù hợp cho hơn một nửa quân số trong danh sách được triệu tập. Các cầu thủ cũng nỗ lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược gia người Pháp nhằm cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu dịp FIFA đầy tháng 10. Gặp các đối thủ rất mạnh lần lượt là Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Ba trận giao hữu chất lượng nói trên cũng là cứ giật cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng loại thứ hai. FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới. Nguyễn Thanh Bình là một trong số 17 cầu thủ góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong buổi tập này. Chia sẻ với truyền thông,
Thanh Bình bày tỏ sự háo hức trước cơ hội được chạm trán với Son Heung-min trên sân đấu. Đối thủ mà tôi khát khao gặp nhất đương nhiên là Hàn Quốc. Hàn Quốc sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, trong số đó là ngôi sao Son Heung-min. Son Heung-min là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Anh ấy sẽ là thử thách rất lớn với bản thân tôi và toàn đội nếu như có cơ hội chạm trán. Đây cũng là trải nghiệm thú vị và tuyệt vời với chúng tôi. Đồng thời, trung vệ Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết anh ấn tượng nhất với Khuất Văn Khang trong số các cầu thủ trẻ của đội tuyển quốc gia. Các em trẻ đang thể hiện tốt qua từng buổi tập. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với Khuất Văn Khang. Tôi hiểu rõ chuyên môn của Văn Khang do chúng tôi ở chung câu lạc bộ. Tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện cho đến hết ngày 7 tháng 10. Chiều cùng ngày, huấn luyện viên Chelsea ở sẽ tham dự cuộc họp báo trước truyền thông. Ngày 8 tháng 10, toàn đội di chuyển sang Trung Quốc. Danh sách tập trung FIFA Day của đội tuyển Trung Quốc cũng đã được công bố.